Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá sầu riêng ngày 25 tháng 4, 2024, sầu riêng Thái giảm nữa nha bà con. Tại miền Tây, mít San Kiên và Black Thorn giao động từ 105 tới 110.000 đồng. Tại khu vực miền Tây, mít San Kiên giá 105 tới 110.000 đồng, Black Thorn giá 105 tới 110.000, sáu hũ 90 tới 95.000, chuồng bò giá 100 tới 105.000 đồng. Ri sáo hàng đẹp giá 70 tới 80.000. Ri sáo mùa xô giá 60 tới 65.000. Sầu thái hàng đẹp giá 100 tới 108. Sầu thái mùa xô 90.000 tới 95.000 đồng. Tại miền Đông, ri sáo hàng đẹp giá 70 tới 80.000, ri sáo mùa xô 60 tới 65.000. Sầu thái hàng đẹp giá 100 tới 105.000. Sầu thái mùa xô giá 90 tới 95.000. Tại khu vực Tây Nguyên, ri sáo hàng đẹp 70 tới 80.000 đồng, ri sáo mua xô 60 tới 65.000 đồng. Sầu thái hàng đẹp giá 100 tới 105.000, sầu thái mua xô giá 90 tới 95.000. Giá sẽ có sự chênh lệch tùy địa phương, tùy thương lái. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Xin kính chào. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phucanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.